Xem tử vi tuổi Tân Sửu năm 2020, nữ mạng, sinh năm 1961. Tân Sửu 60 tuổi, nữ mạng, sinh từ ngày 15 tháng 2 năm 1961 đến ngày 4 tháng 2 năm 1962. Mạng Bích Thượng Thổ, đất trên vách, tướng tinh xương con trâu, tướng tinh con đười ươi. Thông tin tử vi tuổi Tân Sửu năm 2020, nữ mạng, mạng thổ gặp năm thổ là tương trợ tốt, chủ về một năm có ít sự thay đổi. Sao La Hầu xấu, ốm đau rối rắm, hạn diêm vương, bệnh đường máu huyết. Vận niên mã trúng đau xấu, thiên can tân gặp canh, bình hòa thuận thành. Địa chi Sửu gặp Tý, nhị hợp tam tai, công việc thay đổi, ốm đau khó khăn. Hướng tốt xuất hành mùng 1 Tết năm 2020, chi tiết tại đây. Mùng 1 Tết nên xuất hành hướng chính, chính nam để nghinh tiếp tài thần, và hướng tây nam để đón hỷ thần vào lúc 11 giờ đến 13 giờ sáng và từ 17 giờ đến 19 giờ tính theo giờ nơi cư ngụ. Tổng quan tử vi năm 2020 tuổi Tân Sửu nữ mạng, xét về phương diện cuộc sống gia đạo, vợ chồng luôn hạnh phúc bên con cái và trong năm nay có tin vui về tín hỷ hay thêm người. Xét về phương diện sức khỏe năm 2020, trong năm nay quý bà nên chú ý bệnh về máu huyết không được tốt và bệnh về tuổi già. Xét về phương diện làm ăn sự nghiệp, công việc làm ăn gặp nhiều may mắn, có quý nhân giúp đỡ trong công việc làm ăn. Tài chánh tiền bạc của quý bà Tân Sửu, tiền bạc tuy kiếm ra nhiều nhưng cũng đầu tư vào làm ăn nhiều. Nữ tuổi Tân Sửu năm 2020 hợp với màu gì? Trong năm 2020 thì tuổi Tân Sửu quý bà nên dùng màu đen để tăng cường tài lộc và sức khỏe của bản thân, không nên dùng màu vàng, màu nâu, chủ về mọi việc bất ổn, lo lắng suy nghĩ nhiều. Luận vận mệnh tử vi tuổi Tân Sửu năm 2020 nữ mạng, sao chiếu mệnh tử vi tuổi Tân Sửu nữ mạng năm 2020, sao La Hầu kim tinh. La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng giêng tai ách giữa đàn phải mang, tháng bảy bệnh tật lan tràn, cầu trời kháng Phật rõ ràng mới yên. Giải nghĩa nữ mạng năm 2020, sao La Hầu kim tinh thường đem lại nhiều điều dữ, không may mắn về pháp luật, công quyền, dễ gặp chuyện thị phi, tranh cãi hay bệnh tật về tai mắt, nên hao tốn tài sản, có nhiều chuyện phiền muộn, buồn rầu. Xấu nhất tháng giêng và tháng 7 âm lịch, người mạng kim và mộc thường chịu nhiều ảnh hưởng, xấu hơn mạng khác. Tử vi nữ năm 1961-2020 gặp hạn gì? Hạn diêm vương xấu, diêm vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm vương thư kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động rài văn thư. Dịch nghĩa, đây là một số sao tốt cho nữ Tân Sửu nó sinh năm 1961. Sao diêm vương chủ về có tài có lộc nên rất hợp cho việc bắt đầu làm ăn hay kinh doanh buôn bán. Tuy nhiên cần chú ý đề phòng mất cắp tiền bạc, tình cảm vợ chồng bất hòa. Vận niên tử vi tuổi Tân Sửu năm 1961 năm 2020 nữ mạng, mã bị đau, tả xung hữu đột, không có đường lui. Được ví như hình ảnh con ngựa chiến bị thương, phải hết sức thận trọng trong cả công việc và cuộc sống, hàng ngày tránh gây tổn hại cho bản thân. Cung đặc mệnh tử vi tuổi Tân Sửu nữ mạng năm 2020 có các sao đào hoa, phúc đức, hiêm thị, dưỡng đây. Đây là bộ sao chủ về trong nhà có tin vui hay có hỷ tính trong gia đình. Tuy nhiên quý bà phải chú ý sức khỏe, bệnh tuổi già. Cung xung chiếu tử vi Tân Sửu nữ mạng năm 2020 có các sao Tấu Thư, Thiên Ân, Hồng Loan. Đây là bộ sao chủ về ra ngoài, sức khỏe quý bà không được tốt, trong nhà có người già đau ốm, bệnh tật lâu khỏi. Cung nhị hợp tử vi tuổi Tân Sửu năm 2020 nữ mạng có các sao Quốc Ấn, Hoa Cái, Long Trì, Đế Vượng, Tướng Quân, Quan Phù, Lưu Hà, Thiên La. Tuần đây là bộ sao chủ về trong việc có sự mở mang, tuy nhiên gặp nhiều bất lợi,
cung tam hợp tử vi tuổi Tân Sửu năm 2020 nữ mạng có các sao: Nguyệt Đức, Lâm Quan, Tiểu Hao, Tử Phủ, Tiếp Sát, Phá Toái, Tuần, Thiếu Dương, Đường Phù, Hỷ Thần, Thiên Không, Tử. Đây là bộ sao chủ về tiền bạc, quý bà tiêu pha nhiều, về sức khỏe không được tốt, chú ý cẩn thận, có tỳ vết, mổ xẻ trên người. Hướng dẫn quá giải vận hạn tử vi tuổi Tân Sửu năm 2020 nữ mạng. Nữ Tân Sửu năm 2020 gặp sao xấu quá giải ra sao? Sao La Hầu, Kim Tinh. Đầu năm nên cầu an giải hạn mỗi tháng và nên cúng giải vào ngày mùng 8 âm lịch, cúng vào lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 9 ngọn đèn hướng bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên Đình Bảo Thủ Cung Đại Thánh Thân Thủ La Hầu Tinh Quân dị tiền. Hung tai mùng 8 ngày cúng cờ nai màu vàng, đèn thờ 9 ngọn rõ ràng, lại về hướng bắc ngọc hoàng chính cho. Để quá giải sát khí do sao La Hầu gây ra thì nên dùng hành thủy để tiết khí, như đeo trang sức đá quý màu đen, màu xám, màu xanh biển, như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, hoặc đá mã não xanh dương, đá thanh kim xanh đậm, hoặc sử dụng vật phẩm phong thủy như cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Ý nghĩa: cây bắp cải trong phong thủy, cây kim tiền phong thủy, đá mã não, đá thạch anh, đá cẩm thạch. Nữ Tân Sửu năm 2020 gặp hạn xấu quá giải ra sao? Quá giải: để quá giải cái xấu của hạn Diêm Vương gây ra thì trong năm 2020 cần chú yếu nhiều trong công việc làm ăn để tránh kiện tụng ra ngoài, tránh những lời nói có cãi vã, đánh nhau để tránh việc không đáng có, không nên giúp người trong năm nay. Kết luận về vận mệnh tuổi Tân Sửu năm 2020 nữ mạng: để quá giải cung chiếu xấu trong tử vi thì trong năm 2020 quý bà đi đâu xa nên chú ý sức khỏe, nhất là bệnh về máu huyết, bệnh về tuổi già. Nữ Tân Sửu tháng nào có vận số tốt, tháng nào có vận số xấu. Đối với tuổi Tân Sửu năm 2020, các tháng có vận số tốt là tháng 2 và tháng 9 âm lịch, tháng có vận số xấu là tháng 1 và tháng 7 âm lịch. Luận tử vi Tân Sửu năm 2020 nữ mạng theo 12 tháng âm lịch: tháng 1 đầu năm vui xuân cùng gia đình, tuy nhiên chú ý trong nhà có người già đau ốm. Tháng 2 có lộc về tiền bạc đưa tới, tuy nhiên quý bà chú ý máu huyết lưu thông kém. Tháng 3 công việc làm ăn của gia đình không được tốt, quý bà đi lại chú ý xe cộ. Tháng 4 có quý nhân giúp đỡ trong công việc, tuy nhiên chú ý không nên suy nghĩ nhiều. Tháng 5 tiền bạc hao tán nhiều và công việc làm ăn, tuy nhiên có người phá hoại. Tháng 6 liên quan đến giấy tờ làm ăn thường khó khăn, tuy nhiên chú ý miền sông nước. Tháng 7 trong nhà có người già đau ốm, nhất là người nữ giới cao tuổi. Tháng 8 công việc làm ăn có quý nhân giúp đỡ và đi lại nhiều, tuy nhiên quý bà chú ý máu huyết. Tháng 9 trong nhà có tin vui về thêm người cũng như hỷ tính của các con cháu trong gia đình. Tháng 10 trong nhà có tin vui về thêm người. Tháng 10 quý bà ra ngoài nên chú ý cẩn thận, có người nói xấu sau lưng hay dính thị phi. Tháng 11 tiền bạc có sự tiêu pha nhiều, quý bà chú ý bệnh tay thấp, nhức mỏi tay chân. Tháng 12 có sự mua sắm sửa nhiều đồ vật trong gia đình, tuy nhiên gia đạo tình cảm không tốt. Nói tóm lại, đối với tử vi tuổi Tân Sửu năm 2020 nữ mạng năm 1961 là một năm bình thường, tuy nhiên vì do hạn tam tai cho nên trước khi làm một việc nào đó, quý bà nên suy tính cẩn thận trước khi làm. Ngoài ra quý bà nên chú ý cẩn thận dao kéo tâm phải và tiền bạc có sự tiêu pha nhiều.